Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Diệt Dịch, Tỳ Kheo, Thích Trí Tịnh, Phẩm Tịnh Phật Quốc thứ 82. Bây giờ Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ, những gì là Đại Bồ Tát Đạo? Bồ Tát An Trụ Đạo ấy có thể làm được Đại Trang Nghiêm như vậy? Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề liền dạy rằng, này Tu Bồ Đề, 6 Ba La Mật là Đại Bồ Tát Đạo, 37 Pháp Trợ Đạo là Đại Bồ Tát Đạo, 8 Bội Xã, 9 Định Thứ Đệ là Đại Bồ Tát Đạo, 10 Trí Lực nhẫn đến 18 Pháp Bất Cộng là Đại Bồ Tát Đạo, tất cả Pháp cũng là Đại Bồ Tát Đạo. Này Tu Bồ Đề, giả có Pháp nào Bồ Tát chẳng học mà có thể được vô thượng Bồ Đề chăng? Này Tu Bồ Đề, không có Pháp nào mà Bồ Tát chẳng học. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát chẳng học tất cả Pháp thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả Pháp không, sao lại nói Bồ Tát học tất cả Pháp? Phải chăng Đức Thế Tôn ở trong không hí luận mà làm hí luận ư? Những là cái này, cái kia là Pháp thế gian, là Pháp xuất thế, là hữu lậu, làm vô lậu, là hữu di, làm vô di, là Pháp phàm phu, là Pháp A-la-hán, là Pháp bích chi Phật, là Pháp Phật. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, tất cả Pháp thiệt rỗng không? Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả Pháp chẳng rỗng không, thì Đại Bồ Tát chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nay vì tất cả Pháp thiệt rỗng không, nên Đại Bồ Tát có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, nếu tất cả Pháp rỗng không, phải chăng Đức Phật ở trong không hí luận mà làm hí luận, những là phân biệt đây kia, là Pháp thế gian, là Pháp xuất thế, nhẫn đến là Phật Pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh thế gian biết tất cả Pháp không, thì Đại Bồ Tát chẳng học tất cả Pháp được nhất thiết chủng trí. Nay vì chúng sanh chẳng biết tất cả Pháp không, nên Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, rồi phân biệt các Pháp, giảng nói cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nơi đạo Bồ Tát này, từ ban sơ đến nay, phải tư duy như vậy. Trong tất cả Pháp không, có được tánh nhất định, chỉ từ nơi hòa hiệp nhân duyên mà sanh khởi, nên có danh tự là các Pháp. Tôi phải tư duy các Pháp không có tánh thiệt, có thể tấm lý được, hoặc là 6 Ba La Mật, 37 Pháp Trợ Đạo, hoặc là quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì tất cả Pháp tánh trọng không, không chẳng nắm lấy không, không còn là chẳng có được, huống là trong không mà có nắm lấy. Này Tu Bồ Đề, tư duy như vậy, Bồ Tát chẳng nắm lấy tất cả Pháp mà học tất cả Pháp. Bồ Tát an trụ trong sự học ấy, quan sát tâm hành của chúng sanh, tâm chúng sanh này hành tại chỗ nào. Bồ Tát biết tâm chúng sanh hành trong hư vọng chẳng thiệt, bèn nghĩ rằng chúng sanh ấy nắm lấy pháp hư vọng chẳng thiệt rất dễ độ. Bây giờ Đại Bồ Tát an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, vì dùng sức phương tiện nên giáo hóa chúng sanh rằng, này các người, nên hành bố thí sẽ được nhiều của cải, cũng chẳng nên cậy quả báo bố thí mà tự cống cao. Tại sao? Vì trong ấy không có pháp chắc thiệt. Giáo hóa họ trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Chúng sanh hành pháp ấy có thể được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề, nhưng chớ nghĩ là có pháp ấy. Giáo hóa như vậy thì gọi là hành Bồ Tát Đạo, vì ở nơi các pháp không chỗ nắm lấy, vì trong các pháp ấy không có chắc thiệt. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tướng nắm lấy, bởi là tánh không có, là tánh rỗng không. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bồ Tát Đạo như vậy, Đại Bồ Tát không chỗ an trụ. Bồ Tát ấy vì dùng pháp chẳng an trụ, nên hành bố thí Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành trì giới Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành nhẫn nhục Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành tinh tiến Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành thiền đa Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành bốn thiền, bốn tâm, bốn định, 8 Bội Xã, 9 Định Thứ Đệ cũng chẳng an trụ trong ấy. Tại sao? Vì sơ thiền, vân vân, tánh rỗng không, người hành thiền, vân vân, cũng rỗng không, pháp được dùng cũng rỗng không, được quả Tu Đà Hoàng nhẫn đến
được đạo Bích Chi Phật cũng chẳng an trụ trong ấy. Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì mà chẳng an trụ trong ấy? Này Tu Bồ Đề, do hai nhân duyên mà chẳng an trụ trong ấy. Một là các đạo quả tánh rỗng không, không có chỗ an trụ, cũng không có pháp được dùng, cũng không có người an trụ. Hai là chẳng lấy chút ít làm đủ. Bồ Tát nghĩ rằng, tôi chẳng nên chẳng được quả tu Đà Hoàng, tôi chắc chắn sẽ được quả tu Đà Hoàng, chỉ chẳng nên an trụ trong quả ấy. Nhẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng nên an trụ trong ấy. Tại sao? Vì từ lúc ban sơ phát tâm trở lại, tôi không còn có tâm nào khác, chỉ nhất tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy an trụ nhất tâm như vậy, có thể sanh Bồ Đề Đạo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp bất sanh, thì thế nào Đại Bồ Tát hay sanh Bồ Đề Đạo? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp vô sanh. Vì sao vô sanh? Vì không chỗ làm, không chỗ khởi, nên tất cả pháp bất sanh. Bạch Đức Thế Tôn, có Phật hay không có Phật, các pháp pháp tướng thường trụ ư? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, có Phật hay không có Phật, các pháp pháp tướng thường trụ. Bởi chúng sanh chẳng biết pháp ấy an trụ pháp tướng, nên Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà sanh Bồ Đề Đạo. Bồ Tát dùng đạo ấy cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh chẳng phải bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào sẽ được Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng đạo được Bồ Đề, cũng chẳng dùng phi đạo được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo và đạo tức là Bồ Đề, nay đây lúc Bồ Tát chưa thành Phật, lẽ ra phải được vô thượng Bồ Đề. Sao lại nói chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có được Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật không có được Bồ Đề. Tại sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Này Tu Bồ Đề, như lời hỏi của Tu Bồ Đề, lúc làm Bồ Tát cũng lẽ ra được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ 6 ba la mật, 37 pháp trợ đạo, đầy đủ 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đầy đủ an trụ như kim cang tam muội, dùng một niệm tương ứng huệ được vô thượng Bồ Đề, bấy giờ gọi là Phật, ở trong tất cả pháp được tự tại. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tịnh Phật quốc độ? Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ ban sơ phát tâm trở lại, tự trừ nghiệp thu nơi thân, trừ nghiệp thu nơi khẩu, trừ nghiệp thô nơi ý, cũng làm sạch ba nghiệp thô của người khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nghiệp thô nơi thân, nghiệp thô nơi khẩu, nghiệp thô nơi ý? Này Tu Bồ Đề, những nghiệp bất thiện như sát sanh, nhẫn đến tà kiến, gọi là ba nghiệp thô của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, lòng sang tham, lòng phá giới, lòng giận hờn, lòng giải đãi, lòng tán loạn, lòng ngu si, gọi là ý nghiệp thô của Bồ Tát. Giới chẳng thanh tịnh, gọi là thân, khẩu, nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa rời hạnh tứ niệm xứ, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Xa rời tứ chánh cần, nhẫn đến, bát thánh đạo phần, tám giải thoát môn, cũng gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát tham quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến tham quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, có tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tướng nam, tướng nữ, có tướng cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có tướng pháp thiện, pháp bất thiện, hữu di, vô di, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Đại Bồ Tát đều xa rời những tướng nghiệp thô như vậy, tự mình bố thí, cũng dạy người khác bố thí. Cần thức ăn cho thức ăn, cần y phục cho y phục, nhẫn đến cần các thứ vật dùng để sống đều cấp cho tất cả. Cũng vậy người khác hành bố thí như vậy, đem phước đức ấy cùng chung với tất cả chúng sanh, hồi hướng tịnh Phật quốc độ.
trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Đại Bồ Tát ấy hoặc đem trân bảo đầy cả cõi đại thiên cúng dường tam bảo, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho quốc độ tôi đều bảy báo làm thành. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem kỹ nhạc trời trỗi trước Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng cho nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi thường nghe nhạc trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem hương trời đầy cả cõi đại thiên cúng dường chư Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho cõi nước tôi thường có hương trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng tranh thức uống ăn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi đều được tranh thức uống ăn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng hương trời mịn trơn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi tất cả đều thọ hương trời mịn trơn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng tùy ý ngũ dục cúng dường Phật và tăng cùng tất cả chúng sanh, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi hàng đệ tử và tất cả chúng sanh đều được tùy ý ngũ dục cùng tất cả chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ. Nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi như ngũ dục cõi trời ứng theo tâm hiện đến. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nguyện rằng tôi sẽ tự mình nhập sơ thiền, cũng vậy tất cả chúng sanh nhập sơ thiền, giới nhị thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo cũng như vậy. Đại Bồ Tát ấy cũng nguyện, lúc tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho chúng sanh chẳng xa rời tứ thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát có thể tịnh Phật quốc độ. Bồ Tát ấy, ngần ấy, thời gian hành Bồ Tát đạo đầy đủ các nguyện. Bồ Tát ấy tự thành tựu tất cả pháp lành, cũng cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp lành. Bồ Tát ấy tự tỏ thân hình đoan chánh, những chúng sanh được hóa độ cũng đoan chánh. Tại sao? Vì nhân duyên phước đức sâu dày vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát nên tịnh Phật quốc độ như vậy. Trong quốc độ ấy, nhẫn đến không có danh từ ba ác đạo, cũng không có danh từ tà kiến, ba độc, hai thừa thanh văn và bích chi Phật. Tai chẳng nghe tiếng vô thường khổ không, cũng không có ngã và ngã sở hữu, nhẫn đến không tên các kiếp sử phiền não, cũng không nhẫn tên phân biệt các quả. Trong quốc độ ấy, gió thổi cây bảy báo, tùy theo chỗ đáng được độ mà vang ra âm thanh, như là âm thanh không vô tướng, vô tác, chư pháp thiệt tướng, có Phật hay không có Phật, tất cả pháp tướng đều không. Trong rỗng không ấy không có tướng, trong không có tướng thì không có tác, phát ra pháp âm như vậy, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc đứng hoặc đi, thường nghe pháp âm ấy. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề, chư Phật trong mười phương quốc độ đều khen ngợi, chúng sanh nghe danh hiệu chư Phật ấy chắc chắn sẽ đến vô thượng Bồ Đề. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề rồi thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp, không có ai chẳng tin mà sanh nghi nói rằng đúng pháp, chẳng đúng pháp. Tại sao? Vì trong các pháp thì tướng đều đúng pháp, không có chẳng đúng pháp. Có những kẻ phước mỏng ở nơi chư Phật và chư đệ tử Phật chẳng gieo căn lành, chẳng theo thiện tri thức, chìm trong ngã kiến, nhẫn đến chìm trong tất cả thứ kiến chấp, rơi vào biên kiến hoặc đoạn hoặc thường. Kẻ ấy vì tà kiến nên chẳng phải Phật nói là Phật, là Phật lại nói là chẳng phải Phật. Kẻ ấy với phi pháp nói là pháp, pháp lại nói là phi pháp. Vì pháp pháp nên kẻ ấy khi thân hoại mạng chết phải đọa vào ác đạo địa ngục. Lúc chư Phật được vô thượng Bồ Đề, thấy những chúng sanh ấy qua lại năm loài, bèn làm cho họ rời lìa tà tụ, an lập họ trong chánh định tụ. Chúng sanh không còn tâm tạp quế, hoặc là pháp thế gian, hoặc là pháp xuất thế, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu di, hoặc vô di, nhẫn đến làm cho chúng sanh trong cõi nước ấy chắc chắn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đây là Đại Bồ Tát tịnh Phật quốc độ vậy.
Kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật phẩm quyết định thứ 83 ngày tu Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy là quyết định hay chẳng quyết định? Đức Phật dạy: Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát quyết định không phải chẳng quyết định. Bạch Đức Thế Tôn: Quyết định nơi đâu? Trong đạo Thanh Văn, trong đạo Bích Chi Phật hay là trong đạo Phật? Đại Bồ Tát chẳng phải quyết định trong đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật mà quyết định trong Phật đạo. Bạch Đức Thế Tôn: Là sơ phát tâm Bồ Tát quyết định hay là tối hậu thân Bồ Tát quyết định? Này tu Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, bất thối Bồ Tát quyết định, hậu thân Bồ Tát quyết định. Bạch Đức Thế Tôn: Quyết định Bồ Tát có đọa sanh ác đạo chăng? Không. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hoặc bậc Bát Nhân, hoặc bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật có đọa sanh trong ác đạo chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Cũng vậy, này tu Bồ Đề, từ lúc mới phát tâm trở lại, đại Bồ Tát bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, hành thiền, tu huệ, dứt tất cả nghiệp bất thiện, không bao giờ còn đọa ác đạo, hoặc không bao giờ sanh trời trường thọ, hoặc sanh chỗ chẳng được tu pháp làm lành, hoặc sanh biên địa, hoặc sanh nhà ác, tà kiến, địa phương, không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng. Bồ Tát ấy không bao giờ còn sanh vào những nơi đó. Này tu Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Tát ở nơi vô thượng Bồ Đề không bao giờ dùng thâm tâm hành 10 điều bất thiện. Bạch Đức Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát có thiện căn công đức thành tựu như vậy thì tất chẳng thọ lấy quả báo bất thiện, như Đức Phật tự thuật đời trước của mình thọ lấy quả báo bất thiện, lúc đó thiện căn công đức ở đâu? Này tu Bồ Đề, vì lợi ích cho chúng sanh, đại Bồ Tát tùy theo đó mà thọ lấy thân, rồi dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh. Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát lúc làm súc sanh có sức phương tiện lớn, nếu bị kẻ oán tặc muốn tìm giết hại, Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục vô thượng, dùng tâm từ bi vô thượng bỏ thân mà chẳng não hại kẻ oán tặc. Hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật các ông có sức phương tiện ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không có. Này tu Bồ Đề, vì lẽ ấy nên phải biết rằng đại Bồ Tát muốn đầy đủ tâm đại từ bi, vì thương xót lợi ích cho chúng sanh mà thọ thân súc sanh. Bạch Đức Thế Tôn: Đại Bồ Tát an trụ trong những căn lành gì mà thọ những thân vậy? Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát từ ban sơ phát tâm nhận đến lúc ngồi đạo tràng thành Phật, trong khoảng thời gian ấy không có căn lành nào mà chẳng đầy đủ. Đầy đủ rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên từ ban sơ phát tâm, đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả căn lành. Học căn lành rồi sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ dứt tất cả tập khí phiền não. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao đại Bồ Tát thành tựu pháp lành vô lậu như vậy mà lại sanh vào loại ác đạo súc sanh? Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có thành tựu pháp lành vô lậu chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp lành vô lậu Đức Phật đều đã thành tựu. Này tu Bồ Đề, nếu Đức Phật tự hóa làm thân súc sanh để làm Phật sự độ chúng sanh thì có phải là thiệt súc sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải. Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát cũng như vậy, thành tựu pháp lành vô lậu vì độ chúng sanh mà thọ thân súc sanh, dùng thân ấy để giáo hóa chúng sanh. Này tu Bồ Đề, như A-la-hán biến hóa các thứ thân có thể làm cho chúng sanh hoan hỷ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, có thể. Này tu Bồ Đề, đúng như vậy, đại Bồ Tát dùng pháp lành vô lậu ấy tùy theo chỗ nên mà thọ lấy thân, dùng thân ấy làm lợi ích chúng sanh cũng chẳng thọ đau khổ. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như nhà ảo thuật thuật ra các thứ thân hình, nào là voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ, vân vân, để trình bày cho mọi người. Này tu Bồ Đề, những vật và người ấy có thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thiệt. Này tu Bồ Đề, cũng vậy,
Đại Bồ Tát thành tựu pháp lành vô lậu, hiện làm các thứ thân để dùng các thứ thân ấy làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng chẳng thọ các sự khổ. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát được thánh vô lậu trí huệ, mà tùy theo thân hình nào thích ứng để độ chúng sanh thì hiện các thứ thân hình ấy. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát an trụ pháp lành nào để có thể làm những phương tiện như vậy mà chẳng bị ô nhiễm? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm sức phương tiện như vậy, ở trong hằng hà sa quốc độ mười phương làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng tham lấy những thân ấy. Tại sao? Vì kẻ nắm lấy, pháp lấy và chỗ lấy, cả ba thứ ấy đều bất khả đắc, vì tự tánh rỗng không vậy. Không chẳng lấy không, trong không chẳng có kẻ lấy, cũng chẳng có chỗ lấy. Tại sao? Vì tướng rỗng không, trong rỗng không bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, đây gọi là bất khả đắc không. Bồ Tát an trụ trong đây có thể được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chỉ an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, mà chẳng an trụ trong pháp khác chăng? Này Tu Bồ Đề, có pháp nào chẳng vào trong Bát Nhã Ba La Mật chăng? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật tự tánh không, thì tất cả pháp sao lại đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Đức Thế Tôn, trong không chẳng có pháp vào hay chẳng vào? Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp tướng có không chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đều không cả. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp tướng không, sao ông lại nói tất cả pháp chẳng vào trong không? Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ trong tất cả pháp không, mà có thể khởi thần thông Ba La Mật, an trụ trong thần thông Ba La Mật ấy đi đến hằng hà sa quốc độ mười phương cúng dường hiện tại chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp, ở chỗ chư Phật gieo căn lành? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát xem hằng hà sa quốc độ mười phương đều không, chư Phật trong quốc độ ấy cũng tánh không. Chỉ vì giả danh tự nên chư Phật hiện thân, giả danh tự ấy cũng không. Nếu quốc độ mười phương và chư Phật tánh chẳng không, thì thành ra không ấy có thiên lệch. Bởi không ấy chẳng thiên lệch, nên tất cả pháp tướng không. Vì lẽ ấy nên tất cả pháp tướng không. Thế nên Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện sanh thần thông Ba La Mật, khởi thiên nhãn, thiên nhĩ, như ý túc, tri tha tâm, túc mạng trí, biết chúng sanh sanh tử. Nếu rời lìa thần thông Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có thể làm lợi ích chúng sanh, cũng chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Thần thông Ba La Mật ấy của Đại Bồ Tát là đạo lợi ích vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì dùng thiên nhãn ấy tự thấy các pháp lành của mình và cũng dạy người khác được các pháp lành, đối với pháp lành ấy cũng chẳng nắm lấy, vì là tự tánh không vậy. Rỗng không chẳng có chỗ nắm lấy, nếu nắm lấy thì thọ mùi vị, trong rỗng không chẳng có mùi vị. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật hay sanh thiên nhãn như vậy, dùng thiên nhãn ấy xem tất cả pháp rỗng không, thấy pháp rỗng không ấy chẳng lấy tướng, chẳng tác nghiệp, và cũng nói pháp ấy cho người, cũng chẳng thấy có tướng chúng sanh, chẳng thấy có tên chúng sanh. Đại Bồ Tát ấy vì dùng pháp vô sở đắc nên khởi thần thông Ba La Mật, dùng thần thông Ba La Mật ấy, bao nhiêu chỗ nên làm của thần thông, Bồ Tát ấy đều có thể làm được. Bồ Tát dùng thiên nhãn quá hơn nhân nhãn, thấy quốc độ mười phương, thấy rồi Bồ Tát ấy bay đến mười phương làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tinh tiến, hoặc dùng thiền định, hoặc dùng trí huệ làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng 37 pháp trợ đạo, các thiền giải thoát tam muội, hoặc dùng pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát, hoặc dùng pháp Phật lợi ích chúng sanh. Bồ Tát vì kẻ sang tham mà nói pháp như vậy, các người nên bố thí, nghèo cùng là sự khổ não, người nghèo cùng còn chẳng tự lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác? Vì thế nên các người phải siêng bố thí thì tự mình được vui sướng,
cũng làm cho kẻ khác vui sướng, chứ vì nghèo cùng mà ăn nuốt trộm cắp lẫn nhau, để rồi chẳng rời khỏi ba ác đạo. Bồ Tát vì kẻ phá giới mà nói pháp như vậy. Này các người, sự phá giới rất là khổ não, người phá giới còn tự mình chẳng lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác? Sự phá giới phải nhận quả báo khổ, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sanh. Các người phá giới bị đọa trong ba ác đạo, còn chẳng tự cứu được, làm sao cứu được người khác? Vì thế nên các người chớ nên chịu theo tâm niệm phá giới, đến lúc chết sẽ hối hận. Với những người giận hờn cãi lộn nhau, Bồ Tát nói pháp như vậy: các người chớ nên giận nhau. Sự giận làm rối loạn lòng người, chẳng thuận với pháp lành. Nay các người giận nhau, loạn tâm, hoặc sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh. Vì thế nên các người còn chẳng nên sanh một niệm giận thù, huống là nhiều. Với những người giải đãi, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ tinh tiến. Với những người tâm loạn, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ được thiền định. Với những người ngu si, Bồ Tát thuyết pháp cho họ được trí huệ. Với kẻ hành dâm dục, dạy họ quán bất tịnh. Với kẻ giận hờn, dạy họ quán từ bi. Với kẻ ngu si, dạy họ quán 12 nhân duyên. Chúng sanh hành phi đạo, dạy họ vào chánh đạo, đó là Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo. Vì chúng sanh ấy, Bồ Tát thuyết pháp như vậy. Cứ như chỗ chấp trước của các người, chỗ pháp tánh ấy, tánh nó rộng không? Trong pháp tánh rộng không ấy chẳng nên chấp trước, tướng chẳng chấp trước là rộng không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát an trụ trong thần thông Ba La Mật, làm lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu xa rời thần thông, Bồ Tát chẳng thể tùy thuận ý của chúng sanh để khéo thuyết pháp. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi thần thông. Này Tu Bồ Đề, ví như chim kia không cánh thì chẳng bay cao được. Cũng vậy, không thần thông thì Bồ Tát chẳng thể giáo hóa chúng sanh theo ý mình. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông. Phát khởi thần thông rồi, nếu muốn lợi ích chúng sanh thì tùy ý có thể làm lợi ích. Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn thấy hằng hà sa quốc độ, cũng thấy chúng sanh trong các quốc độ ấy, thấy rồi dùng sức thần thông qua đến các nơi ấy, biết rõ tâm chúng sanh rồi, theo chủ thích ứng mà thuyết pháp cho họ được lợi ích, hoặc nói bố thí, hoặc nói trì giới, hoặc nói nhẫn nhục, hoặc nói tinh tiến, hoặc nói thiền định, hoặc nói trí huệ, dẫn đến hoặc nói pháp niết bàn. Dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe hai loại âm thanh của người và của phi nhân. Dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe chư Phật mười phương thuyết pháp, nghe rồi đều có thể thọ trì. Bồ Tát ấy đúng như chỗ đã được nghe, đem dạy lại cho chúng sanh. Bồ Tát ấy dùng tha tâm trí, biết rõ tâm chúng sanh, rồi tùy theo chỗ thích ứng để thuyết pháp, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp niết bàn. Bồ Tát ấy dùng túc mạng trí, nhớ biết những đời trước của mình, cũng nhớ biết những đời trước của người khác. Dùng túc mạng trí, Bồ Tát ấy nhớ biết danh tự của chư Phật và thánh chúng thuở quá khứ cùng các nơi chỗ. Có chúng sanh nào tin ưa túc mạng, Bồ Tát ấy vì họ mà hiện sự việc đời trước để thuyết pháp cho họ, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp niết bàn. Dùng sức dư ý thần thông, Bồ Tát ấy qua đến vô lượng quốc độ của chư Phật, cúng dường chư Phật, theo chư Phật gieo căn lành, rồi trở về bổn quốc. Dùng lậu tận thần thông trí chứng, Bồ Tát này tùy theo chỗ thích ứng mà thuyết pháp cho chúng sanh, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông như vậy. Do tu những thần thông ấy nên Bồ Tát tùy ý thọ thân, sự khổ, cảnh vui chẳng làm nhiễu được. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát du hí thần thông như vậy
thì có thể tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Lạy này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát chẳng tịnh Phật quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh, thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên, nên chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nhân duyên đầy đủ? Do đó, Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp lành là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp lành? Do những pháp lành ấy nên được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ lúc ban sơ phát tâm nhẫn lại, bố thí ba la mật là nhân duyên pháp lành. Trong ấy chẳng phân biệt người thí, kẻ nhận, vì là tánh trọng không. Dùng bố thí ba la mật này, Bồ Tát có thể tự lợi ích và lợi ích chúng sanh, từ chúng sanh tử cứu họ ra khỏi, cho họ được niết bàn. Các pháp lành ấy đều là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Hành đạo ấy, chư Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, được ra khỏi sanh tử, đã ra khỏi, nay ra khỏi, sẽ ra khỏi. Trì giới ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, nhận đến tám phần thánh đạo, 18 không, nhận đến 18 pháp bất cộng. Những công đức như vậy đều là đạo vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là pháp lành. Đại Bồ Tát đầy đủ những pháp lành ấy rồi sẽ được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi, Đại Bồ Tát sẽ chuyển pháp luân độ tất cả chúng sanh. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Phẩm Tứ Đế thứ 84. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp ấy là Bồ Tát pháp thì những gì là Phật pháp? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như ông hỏi, những pháp ấy là Bồ Tát pháp thì những gì là Phật pháp? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát pháp cũng là Phật pháp. Nếu biết nhất thiết chủng trí là được nhất thiết chủng trí, dứt tất cả tập chủng phiền não, Bồ Tát sẽ được pháp ấy. Đức Phật do nhất niệm tương ứng huệ biết tất cả pháp rồi được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó là sự khác biệt nơi Đức Phật và Bồ Tát. Ví như hướng đạo khác giới đắc quả, hai người ấy đều là thánh nhân mà có hướng giới đắc khác nhau. Này Tu Bồ Đề, người đi trong đạo vô ngại thì gọi là Đại Bồ Tát. Trong đạo giải thoát không có tất cả ám chướng thì gọi là Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp tự tướng rỗng không, trong pháp tướng rỗng không ấy sao lại có sự khác biệt là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là nhân, là thiên, là bậc càn huệ, là bậc tánh địa, là bậc bát nhân địa, là tu đà hoàng, là tư đà hàm, là a na hàm, là a la hán, là bích chi phật, là bồ tát, là chư lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác? Bạch Đức Thế Tôn, như người bất khả đắc, nghiệp nhân duyên cũng bất khả đắc, quả báo cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, trong pháp tự tướng không không có chúng sanh, không có nghiệp nhân duyên, không có quả báo. Này Tu Bồ Đề, chúng sanh chẳng biết các pháp tự tướng không, chúng sanh ấy gây tạo nghiệp nhân duyên, hoặc tội, hoặc phước, hoặc bất động. Do tội nghiệp nhân duyên mà chúng sanh ấy đọa trong ba ác đạo, do phước nghiệp nhân duyên sanh loài người hay cõi trời dục giới, do bất động nghiệp nhân duyên sanh trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Đại Bồ Tát ấy lúc hành đàn na ba la mật, nhận đến 18 pháp bất cộng, thọ thành hết những pháp trợ đạo ấy, vào kim cang tam muội, được vô thượng Bồ Đề rồi, làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sự lợi ích ấy thường chẳng mất nên chẳng đọa trong 6 đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật được vô thượng Bồ Đề rồi, có được 6 đường sanh tử chăng? Này Tu Bồ Đề, Đức Phật không có được 6 đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có được nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp vô ký chăng? Này Tu Bồ Đề, không có được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có được, sao Đức Phật lại nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, lại nói là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Chư Phật? Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh biết các pháp tự tướng không, thì Đại Bồ Tát chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng cứu chúng sanh nơi ba ác đạo, dẫn đến qua lại trong 6 đường sanh tử,
Này Tu Bồ Đề, bởi chúng sanh thiệt chẳng biết các pháp tự tướng không, nên chẳng thoát được sáu đường sanh tử. Bồ Tát ấy ở chỗ chư Phật, nghe các pháp tự tướng không, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, các pháp chẳng phải như là của hàng phàm phu chấp trước. Các chúng sanh ấy ở trong pháp vô sở hữu, lại điên đảo vọng tưởng phân biệt có được pháp. Không có chúng sanh lại tưởng là có chúng sanh. Không có sắc thọ tưởng hành thức, lại tưởng là có sắc thọ tưởng hành thức. Dẫn đến tất cả pháp hữu di đều vô sở hữu, lại dùng tâm điên đảo vọng tưởng gây tạo các nghiệp thân khẩu ý, rồi qua lại trong sáu đường sanh tử chẳng thoát được. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, tất cả pháp lành đều nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật, hành Bồ Tát đạo, được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi, vì chúng sanh mà thuyết pháp tứ thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, khai thị rành rẽ tất cả pháp lành trợ đạo đều nhiếp vào trong bốn thánh đế. Vì dùng pháp lành trợ đạo ấy nên phân biệt có tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì chẳng tin và nghịch chống tam bảo ấy nên chẳng rời lìa được sáu đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, có phải là dùng khổ thánh đế được độ, dùng khổ trí được độ, dùng tập thánh đế được độ, dùng tập trí được độ, dùng diệt thánh đế được độ, dùng diệt trí được độ, dùng đạo thánh đế được độ, dùng đạo trí được độ chăng? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải khổ thánh đế được độ, cũng chẳng phải khổ trí được độ, nhẫn đến chẳng phải đạo thánh đế được độ, cũng chẳng phải đạo trí được độ. Này Tu Bồ Đề, vì bốn thánh đế bình đẳng nên ta nói tức là Niết Bàn. Chẳng dùng khổ thánh đế nhẫn đến chẳng dùng đạo thánh đế, cũng chẳng dùng khổ trí nhẫn đến chẳng dùng đạo trí được Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là tướng bình đẳng của bốn thánh đế? Này Tu Bồ Đề, nếu là không có khổ, không có khổ trí, không có tập trí, không có diệt trí, không có đạo trí, thì gọi là tướng bình đẳng của tứ thánh đế. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, bốn thánh đế như chẳng khác với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế, có Phật hay không có Phật, pháp tướng vẫn thường trụ. Tại sao? Vì chẳng hư, chẳng mất vậy. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, vì thông đạt thiệt tế nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì thông đạt thiệt tế nên hành Bát Nhã Ba La Mật? Như vì thông đạt thiệt tế nên chẳng đọa Thanh Văn Địa, Bích Chi Phật Địa mà thẳng vào Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát như thiệt thấy các pháp, thấy rồi được pháp vô sở hữu, được pháp vô sở hữu rồi thấy tất cả pháp không đều nhiếp nơi tứ thánh đế. Những pháp chẳng nhiếp nơi tứ thánh đế cũng đều không. Nếu xem thấy như vậy, lúc ấy bèn vào trong Bồ Tát gì? Đó là Bồ Tát an trụ trong tánh địa chẳng theo đảnh đọa. Tại sao? Vì dùng đảnh đọa ấy thì đọa vào Thanh Văn Địa, Bích Chi Phật Địa. Bồ Tát ấy an trụ trong thánh địa hay phát sanh bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn vô sắc định. Bồ Tát ấy an trụ trong sơ định địa, phân biệt tất cả các thông đạt bốn thánh đế, biết khổ, chẳng móng tâm duyên khổ, dẫn đến biết đạo, chẳng móng tâm duyên đạo, chỉ thuận theo tâm vô thượng Bồ Đề mà quán các pháp như thiệt tướng. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là quán các pháp tướng như thiệt? Này Tu Bồ Đề, là quán các pháp không? Bạch Đức Thế Tôn, những gì là quán không? Này Tu Bồ Đề, là tự tướng không? Bồ Tát ấy dùng trí huệ như vậy quán tất cả pháp không? Không có pháp tánh có thể thấy được, an trụ trong pháp tánh ấy được vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì tướng vô tánh là vô thượng Bồ Đề. Tướng vô tánh ấy chẳng phải chư Phật làm ra, chẳng phải Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải A-La-Hán làm ra, cũng chẳng phải bậc hướng đạo làm ra, cũng chẳng phải bậc đắc quả làm ra, cũng chẳng phải Bồ-Tát làm ra. Chỉ vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp như thiệt tướng, nên Đại Bồ-Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện mà vì chúng sanh thuyết pháp. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Phẩm Thất Dụ thứ 85. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp tánh vô sở hữu, chẳng phải Phật làm ra, dẫn đến chẳng phải Bồ Tát làm ra, thì sao lại phân biệt có các pháp dị biệt, những là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, những là do nơi nghiệp dơ duyên mà biết có kẻ sanh địa ngục, có kẻ sanh ngạ quỷ, có kẻ sanh súc sanh,
Do nơi nghiệp nhân duyên như vậy mà biết có kẻ sanh trong loài người, sanh các cõi trời, dẫn đến trời phi tưởng phi phi tưởng. Do nơi nghiệp nhân duyên ấy mà biết có người được tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là chư đại Bồ Tát. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp vô tánh không có nghiệp dụng, sao lại có gì tác nghiệp nhân duyên, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người trên trời, hoặc được tu Đà Hoàng dẫn đến Bích Chi Phật. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo sẽ được nhất thiết chủng trí. Vì được nhất thiết chủng trí nên có thể cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Đức Phật dạy, này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Trong pháp vô tánh không có nghiệp, không có quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phu chẳng nhập thánh pháp, chẳng biết các pháp không có tánh tướng. Vì điên đảo ngu si nên họ khởi các nghiệp nhân duyên. Các chúng sanh ấy theo nghiệp mà có thân, hoặc thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân súc sanh, thân người, thân trời. Pháp vô tánh ấy không có nghiệp, không có quả báo, vô tánh thường là vô tánh. Như Tu Bồ Đề nói, nếu tất cả pháp vô tánh, sao lại có tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải là vô tánh chăng? Quả tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí có phải là vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đạo vô tánh, quả tu Đà Hoàng cũng vô tánh, nhẫn đến chư Phật, nhất thiết chủng trí cũng vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp vô tánh không thể được pháp vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có thể được pháp hữu tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp hữu tánh không thể được pháp hữu tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh và đạo, tất cả pháp ấy đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, đó là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện, thấy chúng sanh, do vì điên đảo chấp trước năm ấm, trong vô thường thấy là thường, trong khổ thấy là lạc, trong bất tịnh thấy là tịnh, trong vô ngã thấy là ngã, chấp trước chỗ vô sở hữu. Bồ Tát ấy vì dùng sức phương tiện, ở trong vô sở hữu cứu thoát chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ chấp trước của phàm phu có thiệt chăng? Có khác biệt chăng? Vì chấp trước nên khởi nghiệp, vì nghiệp nhân duyên nên ở trong năm đường sanh tử, chẳng ra khỏi được. Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phu không có một chút sự thiệt như lông tóc, chỉ vì điên đảo thôi. Này Tu Bồ Đề, nay sẽ vì ông mà nói ví dụ. Người trí do ví dụ mà được hiểu. Này Tu Bồ Đề, như chỗ thấy trong chim bao, người hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chim bao còn là hư vọng bất khả đắc, huống là người ở trong chim bao hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt. Này Tu Bồ Đề, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu di vô di, và có pháp gì chẳng như chim bao chăng? Bạch Đức Thế Tôn, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu di vô di, không có pháp gì chẳng như chim bao. Này Tu Bồ Đề, trong chim bao có năm đường sanh tử qua lại chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, trong chim bao có tu đạo, do sự tu đạo này hoặc cấu nhiễm hoặc thanh tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì chim bao không có sự thiệt, chẳng thể nói là cấu là tịnh được. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương có sự thiệt chăng? Có hay khởi nghiệp do nghiệp nhân duyên ấy mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người trên trời chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tượng ấy không có sự thiệt, chỉ có gạt được trẻ nít thôi. Tượng ấy làm sao có được nghiệp nhân duyên, rồi do nghiệp nhân duyên sẽ đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người trên trời. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương ấy có tu đạo, do sự tu ấy mà bị cấu hay tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì tượng ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt, nên không thể nói là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, như trong khe sâu có gian, gian ấy có nghiệp, rồi do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người trên trời chăng?
Bạch Đức Thế Tôn, không, gian ấy rỗng không, chẳng có âm thanh thiệt thì làm sao có nghiệp rồi do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục dẫn đến sanh trong người trên trời. Này Tu Bồ Đề, gian ấy giả có tu đạo, do tu đạo ấy mà có nhiễm có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì gian ấy không có sự thiệt nên chẳng thể nói là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, như nắng giận chẳng phải nước như tướng nước, chẳng phải sông như tướng sông. Nắng giận ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục, dẫn đến do tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Trong nắng giận chẳng bao giờ có nước, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi. Nắng giận ấy không có sự thiệt, làm sao có được nghiệp, dẫn đến chẳng thể nói là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, như thành Càn Thác Bà, lúc mặt trời mọc thấy thành Càn Thác Bà, kẻ vô trí không có thành mà tưởng có thành. Thành Càn Thác Bà ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến cho sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Thành Càn Thác Bà ấy rốt ráo không có, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi, thì làm sao có được nghiệp dẫn đến có thể nói được là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, nhà ảo thuật thuật ra các thứ vật, những là voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ, quyển ảo ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, vật quyển ảo ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt thì làm sao có được nghiệp dẫn đến có thể nói là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, như hóa nhân do Đức Phật biến hóa ra, hóa nhân ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Hóa nhân ấy không có sự thiệt thì làm sao có được nghiệp, rồi do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc sanh trong người trên trời, làm sao có được sự tu đạo, rồi do sự tu đạo ấy mà có cấu có tịnh. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong tướng rỗng không ấy có kẻ cấu có kẻ tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Trong ấy vô sở hữu, không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tịnh. Này Tu Bồ Đề, như không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tịnh thì cũng không có cấu tịnh. Tại sao? Vì chúng sanh ở trong ngã, và ngã sở có cấu có tịnh. Người thấy thiệt thì chẳng cấu chẳng tịnh, như người thấy thiệt chẳng cấu chẳng tịnh nên cũng không có cấu tịnh. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật.